không ăn nữa. Không. Làm mà nhăn mặt, nhắm mắt vào ấy. Không, làm lúc ngoài anh dễ thương cơ mà. Lúc thì bảo nhăn mặt, lúc thì bảo dễ thương. Nhưng mà nhăn mặt kiểu dễ thương. À. Nhắm mắt vào. Chu mỏ ra. Không, dịch. Nhìn cái mặt dễ thương ở gần xấu lắm. Mặt điệu nào. Đấy, chụp ảnh nhá. Chụp ảnh bây giờ người ta chụp ảnh là phải mở to mắt ra. Đây là dịch ra. Thái dậy nhá. Mở to mắt, xong một chu mỏ ra. Cái này người ta gọi là ảnh lừa tình. Còn ảnh ngây thơ để tay lên má này nè. Tơ, bây giờ Thái bảo tơ làm gì? Đấy. Xong rồi. Vẻ như này. Xong rồi à. Còn kiểu gì nhỉ? Mắt lim dim. Mắt lim dim lờ đờ. Lim dim cơ mà. Lim dim là mắt hơi nhắm mạo ý. Ai mà anh trợn ngược. Đấy là mắt lác rồi. Tán gái thì mặt như thế nào? À bây giờ bảo em Diệp Anh là anh yêu em thì nói à thì là mặt như nào? À, tán thế gái nó chạy đấy. Tán như nào? Tán như thế nào? Nhau ở bên mắt vào đi. Mắt bên kia. À, cả hai mắt làm nhanh lên.